con chị Mai đôi khi sẽ quên kiểu như là ăn uống, mà kiểu như quên mời ông bà. Chị không có nhiều thời gian để chăm sóc những cái nhỏ trong cái vấn đề sinh hoạt, không có dọn dẹp theo cái kiểu là như các bà mẹ bình thường vẫn hay làm, sẽ ảnh hưởng tới cái lối sống của mấy đứa nhỏ, là tụi nó cũng kiểu bà đâu hay đó, kiểu như không có được là ngăn nắp lắm. Chắc là anh sẽ lựa chọn khoảng độ 9 điểm. Đôi khi vợ mình hơi bị cứng nhắc, vợ mình có những cái quy định rất là rõ ràng và các con là phải làm theo những cái quy định đó. Vợ mình nói thực thì không phải là hơi nóng tính mà rất nóng tính. Đôi khi cái khả năng kiên nhẫn của vợ nó cũng chưa thực sự được cao. Nếu như mà la con trước đám đông á, thì con sau này sẽ bị cái ảnh hưởng rất là nghiêm trọng, là lúc nào con cũng cảm thấy tự ti và không dám làm những điều mà mình muốn làm. Cô sẽ góp ý thứ nhất là vấn đề chăm sóc thái quá. Chị Hà là cái món nào bổ, tốt, ráng đổ vô, ráng ép vô. Nhỏ có nhiều khi ăn vừa xong là ói ra hết. Thì cô thấy chị Hà hơi nuông chiều con quá. Nó biết nuông chiều, nó sẽ làm nư. Nó hình thành tính cách sau này là nó muốn là nó không biết là đúng hay sai. Điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến bé sau này nữa. Bé sẽ không thể tự lập được. Mình cũng hơi buồn. Cũng hơi buồn chút. Nhiều khi mình làm quá, nhưng mà tại cái tình thương mình dành cho con, mình thấy đó là bình thường. Mình muốn cái gì cũng tốt đẹp, to lớn, bao la gì là đổ dồn cho con mình thôi. Mình không bao giờ muốn mọi người thấy mình áp lực trong công việc nuôi con. Trong kinh tế, mình luôn luôn mỉm cười. Khóc thì khóc trong lòng thôi. Ít ai hiểu lắm. Có những lúc mình nghe xong mình vô toilet mình khóc luôn á. Người ta đang nghĩ về mình lúc này, mình đừng có giải thích, mà mình phải chứng minh. Em có cảm giác đó là chồng thực sự vẫn chưa hiểu mình lắm. Nhưng cái cách của mẹ thì hơi khác với các bà mẹ khác. Cho nên là khi mà mọi người nhìn vào á, thì mọi người vẫn cứ nghĩ rằng là mẹ không được chu toàn. Nhưng mà thực ra là đó là cái cách của mẹ trong cái việc mà giáo dục con. Con tặng mẹ một bó hoa luôn. Tại vì mẹ yêu ba rồng, mẹ là con gái chích ba hồng. Mẹ yêu hơn con và tình cảm với con. Con chỉ làm cho mẹ hết buồn. Con chỉ là một người đàn ông kỹ sư giỏi, chế tạo robot để cho mẹ hết mệt. Đi chợ giùm mẹ, mua đồ ăn giùm mẹ, mua cháo cá giùm mẹ, kiếm tiền giùm mẹ. Cảm ơn mẹ nè. Mình được làm mẹ là mình hạnh phúc nhất. Và đến bây giờ chưa bao giờ mình hối hận điều gì. Kể cả những lúc mình
tất cả nhất. Mình vẫn nhìn đúng nó, và đó là động lực lớn nhất của mình.